Ngày 8 tháng 10, chị Vi Hồng Lu, 31 tuổi, ngụ thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn cho biết chiếc xe của gia đình chị bị lũ cuốn trôi vào sáng 2 tháng 10 đã được một số người dân đi kéo lưới phát hiện trên dòng sông qua bản Hòm, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn. Đáng chú ý, chiếc xe được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi hơn 10 km, một phần xe bị ngập dưới bùn, cách bờ sông khoảng 10 m. Hiện tại, gia đình chị Lu đang gấp rút nhờ người trục vớt xe lên. Trước đó, sáng 2 tháng 10, xe ô tô nói trên bất ngờ bị cuốn trôi khi đang để tại gara của một ngân hàng, dòng nước chảy xiết khiến những người chứng kiến không thể ứng cứu. Theo báo cáo thiệt hại của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, trận lũ đã khiến 56 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 141 ngôi nhà ngập và hư hỏng, 36 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Lũ cũng cuốn trôi 2 xe ô tô, 115 xe máy, xe đạp và hàng loạt thiết bị đồ dùng của người dân. Thương tâm nhất, trận lũ đã khiến một cháu bé 4 tháng tuổi tử vong.